Rồi, tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài 1.2 nhé. Đấy. Thì những cái bài mà dễ dễ thầy sẽ hướng dẫn chi tiết cho các em làm nhé. Đấy. Những cái bài khó thì các em nghĩ thôi, bài dễ thì thầy hướng dẫn. Đấy thì là bây giờ thầy sẽ làm bài hướng dẫn các em bài 2 này. Tập project mới với tên là bài 1.2. Đấy. Thông tin sinh viên. Yêu cầu hiển thị ra màn hình họ tên, mã sinh viên, ngày sinh, tuổi, lớp và địa chỉ. Đấy. Bây giờ các em hãy click vào solution này. Chọn add này, new project này, giống như lúc nãy thôi. Các em viết vào đây là bài 1.2 nhá. Chú ý là chúng ta đừng viết những cái ký tự đặc biệt có dấu hay là dấu cách. Các em để ra đây những cái dấu gạch ngang ở dưới đây, cái 1.2 này. Các em điền là thông tin sinh viên. Đi sinh viên. Đó. Ok này. Chú ý là các cái phần console application này chúng ta vẫn phải tích nhá. Chẳng qua đây là đang mặc định là chọn thôi, nhưng mà chúng ta cũng nên kiểm tra lại một chút nhá. Tránh chọn nhầm Windows Form thì chúng ta lại phải làm lại. Ok nhá. Đấy. Và chúng ta cũng đừng quên là chúng ta click vào cái project 1.2 này, tên sinh viên này, chọn là set as startup project giống như lúc nãy. Đấy. Chúng ta sẽ tạm thời tắt bỏ cái file cũ đi, file program to set của cái project cũ rồi đi. Đấy. Nhá. À. Ở bài 1.2 này chúng ta sẽ hiển thị ra thông tin sinh viên, được chưa nhỉ? Ta tạm thời chúng ta sẽ viết những cái yêu cầu vào đây. Đấy, đó là hiển thị ra màn hình thông tin sinh viên, bao gồm có là họ tên, mã sinh viên, ngày sinh, địa chỉ, lớp đi, lớp, địa chỉ, còn gì nữa không các em nhỉ? Thế thôi, họ tên, mã sinh viên, ngày sinh, lớp và địa chỉ, thế thôi, đấy là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết nhá. Đầu tiên là họ tên này. Chúng ta viết là console. Khi mà chúng ta viết thì các em thấy rằng là có cái dòng mà nhắc code đây này. Thì một là các em có thể kích chuột vào, hai là các em enter. Thông thường ta sẽ ấn enter. Đấy. Hoặc là các em ấn dấu chấm. Ấn dấu chấm cũng được. Thì nó cũng sẽ ra các cái dòng code nhắc tiếp theo. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ có, đó là gì? Write. Nhá. Write nhá. Các em thích viết write và write đều được, thì gì nữa thì thầy sẽ nói vấn đề này. Bây giờ thầy sẽ viết là write nhé. Write này. Và chấm phẩy này. Ở giữa này sẽ đặt con trỏ vào giữa này. Sau đó ấn hai dấu nháy để bắt đầu chúng ta điền vào đây là đoạn chuỗi ký tự. Được chưa? Chuỗi ký tự sẽ nằm ở trong hai dấu nháy kép này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ viết là gì? Họ tên. Đấy. Hai chấm. Đấy. Bây giờ chúng ta chạy thử luôn. Đấy. Khi bắt đầu viết một bài lập trình thì chúng ta nên làm công tác kiểm tra cái hệ thống ta có hoạt động tốt hay không. Toàn bộ cái Visual Studio, toàn bộ cái chương trình mà chúng ta soạn thảo đây nó có hoạt động tốt hay không. Đấy, chúng ta nên chạy thử bằng một cái dòng lệnh ngắn ngắn này thôi. Đấy, chúng ta chạy thử. Thì trước khi chạy thử thì chúng ta thấy thiếu gì ở đây nhỉ? Thiếu gì? Bây giờ chạy thì điều gì xảy ra các em? Bây giờ chạy thì có điều gì xảy ra nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ không thấy cái màn hình nó dừng lại, đúng không ạ? Chúng ta phải có cái đoạn code là giữ cho màn hình console dừng lại ở đây. Vậy thì chúng ta nên viết thêm một dòng nữa, đó là gì?
ta sẽ đặt xuống một chút nữa, đó là console chấm readline. Đấy. Chỗ này thì bây giờ các em biết rồi, các em có thể là không comment nữa. Đấy. Nhưng mà chúng ta cũng nên comment, đúng không? Nên comment mà. Đối với thầy, thầy sẽ không comment nữa, đúng không? Nhưng mà đối với các em thì chúng ta nên comment lại vào đây một lần nữa để cho chúng ta nhớ là dùng để làm gì. Chúng ta sẽ quên. Đấy. Đấy, chúng ta như là những cái chiều mới, đúng không? Cho nên là chúng ta nên làm cẩn thận chút. Đấy, chúng ta thấy rằng là nó hiển thị ra ở đây. Thì bây giờ chúng ta đang thấy cái vấn đề xảy ra nhỉ? Lỗi dấu. Đúng rồi. Rồi rằng đây là lỗi dấu, vậy chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào Google và tra là màn hình console C# bị lỗi dấu tiếng Việt, đúng không? Chẳng hạn như thế. Có được không? Có cần tra không? Tra nhá. Chiều mới mà, đúng không? Đấy. Thì để mà hiển thị ra tiếng Việt ấy thì chúng ta sẽ gõ một dòng code như sau này. Chiều cũ thì sẽ viết như này, đúng không? Console.output encoding. Đó, chết rồi. Chiều mới à? Đấy. Đây. Đấy, đây chiều cũ viết này, đúng không? Bằng gì? Encoding. Đấy. Encoding chấm Unicode. Đấy. Thì với cái dòng này chúng ta có thể là hiển thị được tiếng Việt ở trên môi trường console nhé. Đấy. Unicode trên bây giờ chúng ta sẽ chạy thử này. Đấy. Thì các em thấy rằng là tên nó hiện ra rất là đẹp, đúng không? Đấy. Tên hiện ra rất đẹp ở đây. Bây giờ các cái phần còn lại thì chúng ta sẽ viết tiếp theo là mã sinh viên đi. Chúng ta sẽ viết là console.write. Mã sinh viên, các em viết chính xác mã sinh viên của mình nhá. Đấy. Vì lúc mà thầy chấm thì thầy nhiều khi là thầy cần tra lại cả mã sinh viên đấy và ngày sinh. Mã sinh viên là CD0007, đấy mã của thầy ngày xưa đấy, CDN. Cái mã đẹp như này mà, đúng không? Sinh viên năm đầu mà đấy. Chúng ta nhìn thấy ở đây có điều xảy ra đây nhỉ? Thì cái dòng họ tên và dòng mã sinh viên này nó đang dính liền vào nhau, đúng không? Nguyên nhân là vì sao? Đúng rồi. Các em học lập trình C rồi thì các em rất là nhớ chúng ta cần phải có một cái dòng xuống dòng. Theo lập trình C thì chúng ta làm nào để xuống dòng nhỉ? Gạch N. Vậy thì C#? Khả năng là cũng thế, chúng ta đoán thử xem, đúng không? Và chạy thử này. Cùng anh em nhà nó cả, đúng không? Đấy, chúng ta thấy rằng xuống được dòng rồi. Đấy. Như vậy là chúng ta nên có thêm sụt n ở đây, đúng không? Tiếp theo này, ngày sinh, lớp, địa chỉ thì có lẽ là chúng ta sẽ viết đi viết lại một cái dòng này, nó copy thử này. Copy thử vậy. Đây là ngày sinh đi, ngày sinh này 14 tháng 2 năm 1992 đi. Có sụt n không? Có sụt n, đúng không? Tiếp theo là gì? Lớp à? Viết chính xác thông tin mình nhá. Lớp lập trình máy tính 3K11. Tiếp theo là gì? Địa chỉ. Địa chỉ là 17 Tạ Quang Bửu. Viết chính xác địa chỉ của mình nhá, sụt n. Viết thêm số điện thoại vào để cho người ta liên hệ.
biết đâu người ta cần liên hệ mình để mình viết code thì sao, đúng không? Đấy. Em xem anh code cái bài giới thiệu sinh viên này hay quá, em phải xin, em phải gọi cho anh để anh giúp. Một viết chính xác vào nhá, rồi chạy thử này. Đấy. Mọi thứ khá là mượt mà rồi, ok rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài thứ hai này.